Kính chào tất cả quý vị. Hôm nay là một ngày đẹp trời, buổi chiều thứ bảy, tức là sáng chủ nhật tại Việt Nam đó quý vị. Phúc Võ có một cái góc riêng để mà mình trà đạo, mình đốt hương trầm rồi mình cùng pha trà, mình uống, mình tâm sự với mọi người. Hôm nay thì chắc là quý vị là ngày cuối tuần cho nên mọi người thức dậy hơi trễ phải không ạ? Cũng có khá nhiều những cái câu chuyện quý vị, tin tức liên quan câu chuyện mà Nguyễn Phương Hằng và những nhân vật mà dính líu vào. Trước hết thì Quốc Bảo cũng pha trà Acetaba, chúng mời mọi người. Đây là cái hộp trà Acetaba này quý vị ha. Trong cái hộp này có tổng cộng là 60 gói. Đó, giá bán là 65 đô la cho một hộp như thế này. Bây giờ mình xé một cái gói ra, mình pha, mình mời mọi người. Nãy giờ thì Quốc Bảo cũng nấu nước sôi rồi. Đó, cái gói nó như vậy quý vị. Rồi, mình xé ra. Rồi. Cái túi nó nhỏ nhỏ giống vậy quý vị nè. Mình chuẩn bị một cái bình trà thủy tinh ha, như giống vậy nè. Rồi mình bỏ cái gói trà vào. Đó, mình nấu nước sôi. Rồi mình đổ vào 2 phần 3 của bình thôi quý vị. Mình đổ vào xong rồi mình để cho nó ra trà khoảng chừng 5 phút thôi là mình uống được rồi. Đó, quý vị thấy không? Rất là dễ. Quý vị nào mà đã mua trà của Quốc Võ đó thì mình sắm cái bình trà giống vậy nè. Đó, mình để lại là cái bình trà thủy tinh này quý vị nè. Thủy tinh thì nó vừa sạch sẽ mà nó an toàn nữa. Mình uống xong rồi cái là mình bỏ cái sắc trà ra, mình tráng sơ qua thôi là ok rồi, nó không có cặn gì đâu đó, tại vì nó từng túi 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 một mà không vậy ha. Rồi mình chuẩn bị xong rồi mình đốt hương trầm. Thì thưa quý vị, Quốc Võ ngủ ít lắm, mình thường hay thức khuya dậy sớm để lấy thông tin. Những người mà làm YouTuber đó quý vị, đặc biệt là làm về tin tức đó, thì thật sự rằng là nó nhiều thứ để mà làm lắm, vừa nắm thông tin ha, vừa chuẩn bị thông tin, mà những thông tin mà chính xác thống tức là chính thống từ báo chí đó, rồi phải thuyết trình xong rồi bắt đầu mình nói, mình quay clip rồi mình dựng lại từng từng đoạn dựng lại với nhau, rồi mình bỏ màu sắc, bỏ âm thanh vào, bỏ cái nhạc vào, vân vân, rồi mình upload lên trên cái kênh YouTube, rồi mình hẹn giờ để cho mọi người xem nữa. Trừ trường hợp nào mấy anh em mà livestream trực tiếp thì không nói, nhưng mà nếu mà làm như cô có võ mà chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ xong rồi mình quay rồi mình dựng lại đó thì mất thời gian khá nhiều. Vì vậy cho nên là mình thường là ít, rất ít ngủ, nhưng mà mình có sức khỏe tốt là nhờ những cái dược phẩm quý vị, chứ nếu mà không thì không có chịu nổi đâu. Đó, ví dụ như mình nhờ cái trà mình uống ha, hoặc là mình nhờ đông trùng hạ thảo, hoặc là mình nhờ collagen thì nó sẽ rất tuyệt vời. Ví dụ như mỗi buổi sáng như vậy đó, có quả thường hay uống là 2 viên collagen này nè quý vị nè, 2 viên đông trùng hạ thảo nè. Đó, đây là một hộp nè, thì trong cái hộp này đó là có tổng cộng là 90 viên, một cái lọ này quý vị là 90 viên, uống buổi sáng sớm trước khi đi ăn sáng, tức là thức dậy là uống liền 2 viên, thì một cái lọ này là coi như là 90 viên quý vị ha, uống 1 tháng rưỡi là hết nè. Đó, rất là tuyệt vời luôn, làm cho sức khỏe mình rất là tốt quý vị. Đó, rất tốt. Rồi ban ngày thì mình uống trà Acetaba. Nếu như mà mình không có thời gian ăn sáng thì mình uống cái bột dinh dưỡng. Cái bột dinh dưỡng là cái bột này nè. Đó, mình uống 2 gói. Là mình bỏ vào cái ly nước giống vậy nè quý vị, nào khuấy lên rồi uống 2 gói bột là đủ sức, đủ chất dinh dưỡng luôn. Rồi buổi tối trước khi ngủ là mình uống một cái collagen. Collagen một loại giống vậy nè. Ha, một loại này nè. Giúp cho mình chống tiểu đêm nè, da đẹp nè, trắng da, dài tóc nè, móng tay móng chân rất là chắc luôn ha. Thì mình cũng nhờ vào cái dược thảo, chứ nếu không là mình không đủ sức đâu quý vị. Không biết là quý vị mà khán giả coi kênh YouTube thì thế nào, có thức khuya dậy sớm hay không, chứ còn những người mà làm YouTuber giống như Quốc Võ đó thì thức khuya dậy sớm nó rất là mất sức, mà nếu như không có nhờ dược thảo này là coi như là mình chịu nổi đâu ha. Đó, bây giờ trà ra là quý vị thấy không, đó dễ thương chưa. Đó, chút xíu nữa là mình uống được rồi đó. Thì trước hết đó, mình sẽ cho quý vị á, có quả cho quý vị nghe một cái bài hát mới thu ngày hôm qua. Bài hát này là trên cái kênh của coi như là trên đài truyền hình
Thường thường là mỗi tuần như vậy đó thì Quốc Võ và Ngọc Huyền, tức là nghệ sĩ Ngọc Huyền á, quay một cái show về dòng nhạc tỉnh thức, là dành cho những quý vị nào mà theo đạo Phật đó thì thường thường hay xem cái đài truyền hình IBC á, có làm một chương trình ca nhạc mỗi tuần. Thì Quốc Võ và Ngọc Huyền là hợp tác với nhau để làm những chương trình về ca nhạc, về những cái bài hát, về nói về vấn đề về báo hiếu, vấn đề về đạo hiếu, rồi vấn đề về coi như là Phật giáo, hoặc là những bài hát để tung ca ngợi quê hương, vân vân. Thì đó là những cái tâm nguyện mà anh em chúng tôi đã làm trong 7 năm, 8 năm vừa qua rồi, quý vị đồng hành chung với nhau. Thì ngày hôm qua thì Quốc Võ hát một bài hát mà coi như là Ngọc Huyền coi như là yêu cầu là hát một cái bài hát nói về đạo hiếu, hiểu và thương, thông cảm cho mọi người đó quý vị ạ. Thì mỗi tuần như vậy đó thì Quốc Võ và Ngọc Huyền cũng hợp tác với nhau để làm những cái chương trình ca nhạc, để coi như là duy trì cái nét văn hóa truyền thống về Phật giáo đó quý vị, mà đặc biệt là chia sẻ những bài hát tuyệt vời để cho mọi người cùng nghe. Thì ngày hôm qua thì Quốc Võ cũng có hát một bài hát là Hiểu và Thương của nhạc sĩ Quách Bim sáng tác đó. Thì cái bài hát này Quốc Võ cũng khá là thích, để chia sẻ rộng rãi cho mọi người. Nói chung là mình sẽ nhìn câu chuyện một cách rất là khách quan, và nó có cái sự tha thứ trong đó quý vị. Coi câu chuyện tất cả mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng, không có hơn thua, không có ganh đua, không có tranh giành, cũng chẳng cần phải vu khống nhục mạ bất kỳ một người nào. Bởi vì tự nhiên là ta nói rằng là mình nói xấu ai thì thật sự là mình ngậm máu phun người dơ dơ bị mình trước mà. Vì vậy cho nên là cái tâm thái của Võ nó an nhiên, nó tự tại, không phải ganh đua tranh tranh đấu với lại bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Cái câu chuyện bầu quỷ vàng cũng vậy quý vị, nó rất là nhiều cái cảm xúc lắm. Thì trước hết thì Quốc Võ cũng xin quý vị hãy theo dõi một cái bài hát này để mở đầu câu chuyện, ha mà. Quốc Võ cũng muốn chia sẻ cái clip này cho mọi người cùng nghe, để mình nhẹ nhàng bớt những cái điều mà chúng ta đã thấy, đã gặp và đã nghe trong suốt thời gian vừa qua trong câu chuyện của Bằng Quý Phương Hằng. Sau đó thì sau khi nghe bài hát xong thì chúng ta cùng bắt đầu chia sẻ câu chuyện nha quý vị nha. Bây giờ bắt đầu xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ha. Bài hát Hiểu và Thương của nhạc sĩ Quách Bin mà nhạc sĩ Quốc Võ đã chọn để hát trong chương trình dòng nhạc tỉnh thức ngày hôm nay. Bởi vì cuộc sống vô thường ngay trước mắt, hãy dùng sự từ bi hỷ xả, thương yêu chia sẻ, thấu hiểu vị tha để chan hòa cuộc sống ngày hôm nay, để chúng ta luôn tìm được những gì an lạc, hạnh phúc nhất trong mỗi giây phút sống trên cõi vô thường này. Nhạc phẩm Hiểu và Thương do tiếng hát ngọt ngào của nhạc sĩ, ca sĩ tài hoa anh Quốc Võ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Sẽ thành danh tôn trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu, biên là chữ hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét ganh. Đường đời lòng ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiếu và thương hãy khắc sâu, tình bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Thank you.
sẽ thành danh. Tôn trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu biến là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét ganh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiểu và thương hãy khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét ganh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiếu và thương hãy khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hiếu và thương hãy khắc sâu, từ bi trí tuệ. Lưu danh muôn đời. Hay quá anh Quốc Võ ơi. Rồi, sau khi nghe xong bài hát thì quý vị thấy như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng đàm đạo và chúng ta cùng rót trà mời quý vị. Xin mời cả nhà mình một cái tách trà nóng buổi sáng bên Việt Nam ha, và buổi chiều bên Mỹ. Trà rất là thơm ngon quý vị, rất thơm ngon luôn. Đây là cái loại trà Acetaba Nhật Bản. Thì quý vị biết rằng là Quốc Võ là đại lý của trà này, gọi là Acetaba. Đó. Trong cái hộp này có tổng cộng là 60 gói nha quý vị nha, 60 gói. Quốc Võ bán ra thị trường với giá là 65 đô la cho một hộp này. Nếu như quý vị nào mà mua 3 hộp này thì quý vị sẽ được tặng free là một hộp nhỏ. À, tuyệt vời chưa? Mua 3 hộp lớn được tặng một hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này Quốc Võ bán là 25 đô la này quý vị nè. Ha. Nhưng mà Quốc Võ tặng cho quý vị luôn hộp nhỏ này luôn. Nếu mà mua 3 hộp lớn này tặng một hộp nhỏ này mà còn tặng thêm chai dầu nữa quý vị. Chai dầu Tibet nè. Wow. Chai dầu này giá trị là 15 đô la. Như vậy là cái phần quà là tổng giá trị phần quà là 40 đô la rồi quý vị ha. Nếu quý vị nào mua 3 hộp trà này, mỗi hộp 65 đô la là quý vị được tặng một hộp trà nhỏ và một chai dầu như thế này nè quý vị nè. Đó, tuyệt vời không? Đó, đó là cái đợt khuyến mãi đặc biệt để tri ân khách hàng. Nghe bài hát Hiểu và Thương xong là cái là có liền quà tặng liền quý vị. Tuyệt vời ha. Mình mở hộp ra nè, như thế này nè. À, thấy chưa? Đã không? Đó, 60 gói trà ha. Rồi, 100% sản xuất tại Nhật Bản. Ha. Quý vị nào mà muốn order sản phẩm này ra thì quý vị điện thoại cho Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474 nha. 714-247-9474. Rồi bây giờ xin mời quý vị một miếng trà nữa nè. Rất thơm quý vị. Hôm nay thì mình nói chút xíu về cái vấn đề của V1. Tại vì thưa quý vị, đây là một cô gái còn khá trẻ, cũng khá là xinh gái ha, mà nói chuyện tiếng nói giọng nói rất là nhỏ nhẹ, rất là dễ thương, nhỏ nhẹ. Nếu như mà cô gái này mà chỉ có là làm tròn cái trách nhiệm của mình là một cái ca sĩ thôi á, đi hát để cống hiến cho đời, cho người những cái tác phẩm hay, hoặc là một cái người con gái tuyệt vời, dịu dàng, thùy mị, chỉ biết là lo cho chồng con thôi và vun đắp cái hạnh phúc gia đình đó, thì phải nói quá tuyệt vời. Rất là đáng tiếc khi mình nhìn thấy những tấm ảnh này của cô gái. Bây giờ là báo chí đăng ra rất là nhiều đó quý vị. Hôm nay là báo mới vừa đăng lên một tờ báo, giống như là nhiều báo chí đăng lên, giống như báo Thanh Niên nè, báo Pháp Luật nè, báo Lao Động nè, báo Tiền Phong,
Zing, vân vân, một số báo đưa đăng lên. Mà có quả thường hay lấy tin từ trên báo Thanh Niên, hoặc là báo Zing, hoặc là báo Công an Nhân dân gì đó quý vị. Một số tờ báo chính thống để mình lấy tin cho nó chính xác. Thì ngày hôm nay mới đăng tin lên là cái tài khoản mạng xã hội của Viu Anh đột nhiên là biến mất khỏi mạng xã hội. Giống như là Facebook nè, hoặc là fanpage nè, thì không còn xuất hiện nữa quý vị. Tức là một là cô ấy đã khóa cái tài khoản của mình, hai là đã bị cơ quan chức năng họ làm việc và họ lock coi như tất cả mọi thứ, họ shutdown hết tất cả mọi thứ. Thì cái vấn đề về quý anh là tự tự khóa thì nó có cơ hội đấy nhiều hơn. Quốc Võ nghĩ rằng là cô ấy đã tự khóa cái tài khoản mạng xã hội của mình để cho không có đọc được những cái lời bình luận của khán giả, những người mà netizen, tức là họ vào họ chỉ trích cô gái này. Thì cái lý do mà tại sao họ chỉ trích là quý vị chắc cũng biết rồi, chúng ta không cần bàn cãi. Bởi vì thật sự mà nói đó, nếu cô ấy mà chỉ giữ một cái vai trò của một người nghệ sĩ, một người ca sĩ thôi, một người ca sĩ để hát, để cống hiến cho đời những tác phẩm hay á, hoặc là giữ cái vai trò của một cái người mẹ tốt đối với những đứa con, hoặc là một người vợ tốt của những người, tức là của ông chồng của cô ấy, hoặc là một cái người con gái hiếu thảo đối với cha mẹ đó, thì quá tuyệt vời. Nhưng mà nó không phải là như vậy quý vị. Mình cảm thấy khá là buồn ha, khá là đau lòng khi mình nhìn thấy một cái gương mặt xinh đẹp, một cái giọng nói nhỏ nhẹ thế này mà lại vướng vào trong những cái trauma như thế này. Bởi vì chính cô ấy đã tạo nên. Nếu không có binh vực những đàn anh, những đàn chị, những nghệ sĩ ở trong nghề, mà những người này đã bị coi như là bà Hằng đưa ra trước ánh sáng về những cái vấn đề trục lợi từ thiện, hoặc là những vấn đề khác nữa, thì nó sẽ không có bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra cho con gái này. Nếu mà nói mình là oan đó, nếu mà nói là Vi Anh mà bị oan đó, thì chúng ta không thể nói Vi Anh bị oan được. Bởi vì đã có những cái triệu tập của cơ quan chức năng, đặc biệt là phòng cảnh sát hình sự của thành phố Hồ Chí Minh, tức là BC02. Họ đã có cái triệu tập. Mà đã là triệu tập thì chắc chắn là phải có tội mới là triệu tập. Tức là họ đã điều tra ra những cái vấn đề dựa vào cái đơn tố cáo của những người mà bị đơn, tức là những cái người mà coi như là tố cáo đó, thì là họ đã có được thu thập được những chứng cứ, những tài liệu của người tố cáo, thì không thể nào nói là vô tội. Ít hay nhiều thì cũng có những vấn đề xảy ra trong đây. Cho nên là giá như mà đừng có tham gia vào những cái drama này thì quá tuyệt vời. Nhưng mà không thể nào nói giá như được quý vị, bởi vì chúng ta đã thấy rõ ràng đến thời điểm này thì cô ấy bị tấn công rất nhiều. Và cũng đã có những cái clip mà quý vị đã thấy rồi, là sao, là có cái clip cô ấy đã đứng trên mạng xã hội ôm ba đứa con nhỏ của mình để kêu gọi luật sư nói chuyện với lại bên phía của chính phủ của Hoa Kỳ để mà mang cô ấy qua bên Mỹ, bởi vì cái giờ hiện tại bây giờ là bên phía của Việt Nam đã có lệnh cấm xuất cảnh. Có nhiều người nói đây là cái clip được cắt ghép hoặc là như thế nào đó, quay lâu rồi chứ vân vân, nhưng mà Quốc Võ nghĩ rằng là không có cắt ghép quý vị, bởi vì không có người nào có đủ khả năng mà để làm một cái clip mà nó very smooth, nó giống như là nó liền mạch mà nó tuyệt vời như vậy cả. Phải nói rằng là phải thần đồng lắm mới làm được cái clip mà cắt ghép như thế này. Còn những đứa con mà của Vi Anh mà ở trong cái clip đó thì quý vị thấy rằng là những đứa bé đã lớn rồi. Và không thể nói rằng cái clip này đã quay từ lâu được, đặc biệt là đứa con nhỏ đó quý vị, mười mấy tháng, gần 20 tháng gì đó, đến thời điểm này đó là nó quá rõ ràng rồi, và nó ảnh hưởng đến con cái và chồng của mình nữa quý vị, thậm chí là cha mẹ nữa. Bởi vì không thể nào mà những người thân của cô ấy mà gặp thấy con mình mà bị hoạn nạn như vậy đó, thì lại là làm ngơ được, cũng buồn lòng chứ. Giống như là đinh lan đó quý vị, phải thấy rõ ràng không? Đến thời điểm này mà khi mà bị coi như là cơ quan chức năng họ mời lên làm việc, mà lại đùng đẩy cho mẹ ruột và em gái của mình lên để mình chê, coi như là chạy trốn cái trách nhiệm của mình, thì coi như phải nói là bó tay rồi. Hả? Với cái cô gái mà tên là Đinh Lan này, nó võ thành phải bó tay thì không thể nào mà chúng ta chấp nhận được. Mình có làm có chịu chứ, đúng không ạ? Mình đã lớn rồi, bốn mấy năm chục tuổi đầu rồi, tức là có làm có chịu,
không có bao giờ mà đưa thân mẫu, đưa cái như là em gái của mình ra để lãnh trách nhiệm cho mình. Vô tình là đẩy những người này vào trong cuộc luôn, là thành ra là họ phạm tội chung luôn. Là cái tội là cái gì quý vị? Đồng phạm. Thật sự là đau lòng thiệt cho những cô gái ha, những là cái đã là phận nữ nhi thì thôi mình cứ làm những cái việc về nữ nhi cho nó nhẹ nhàng đi, đâu cần thiết phải nhảy vô những cái drama này chi để mà kêu là bây giờ nó phải xảy ra những cái chuyện như chuyện như thế này. Khi mà mình nghe được các nhà sản phẩm hiểu và thương rồi đó, đó mình hiểu và thương rồi mà mình không biết là có thương được hay không, phải không? Khi mà câu chuyện nó đã như thế này mà nếu như không có cái biện pháp mà chế tài, không có biện pháp răng đe thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho những người khác. Nếu câu chuyện này mà không có được cơ quan có thẩm quyền, tức là cơ quan chức năng họ làm việc đúng theo vai trò trách nhiệm và đúng theo pháp luật đó, thì sẽ làm cái tiền lệ cho những cái thành phần khác, thành phần bẩn bựa khác vào trong nước cái nhảy vào du khống mạ lị nhục mạ người ta, trong khi công ty người ta là công ty 1.000 tỷ, công ty cũng như là cống hiến biết bao nhiêu những cái lợi nhuận đó cho đất nước, cho nhân dân, cho người nghèo, mà bị những thế lực khác họ chống phá, họ dục mạ, họ như thế thì làm sao mà họ có thể là chịu được quý vị? Làm sao trách bà Hà được cái vấn đề bà Hằng được mà bà Hằng mới lên trên mạng bà chửi bới, tức quá mà làm sao mà không chửi được, đúng không ạ? Tất cả mọi cái mũi tên đều bắn về phía bà Hằng hết, mà chúng ta không thể thấy bởi vì chúng ta không phải là người ở trong cuộc, bà Hằng mới chính là người trong cuộc mà họ tấn công bà Hằng, làm sao mình là người ngoài cuộc mình thấy được quý vị? Mình nhìn coi như là thế giới sao đẹp quá, thức dậy rồi cái là thấy là mặt trời lên cái là bình minh ló dạng quá đẹp, rồi trong khi bà Hằng phải vậy, nó khác. Một cái người mà nữ doanh nhân mà thành đạt mà cái như là hàng nghìn tỷ như thế, nó không phải giống người bình thường. Họ còn phải lo cho chồng con, họ còn phải lo cho nhân viên của họ, hàng ngàn nhân viên, họ còn phải lo cho cái công ty của họ nó phát triển. Nếu trong vòng chỉ còn một ngày thôi đóng cửa thôi thì cái lợi tức thu được của công ty đó nó lớn cỡ nào quý vị biết không? Bao nhiêu tỷ đồng một ngày như vậy họ kinh doanh, mỗi năm họ đóng thuế cả ngàn tỷ thì một ngày như vậy họ sẽ thu được bao nhiêu tỷ quý vị biết không? Họ lo coi như là ghê gớm lắm, chứ không phải giống như là mình sáng dậy mình uống ly trà acetaba, uống một cái ly bột acetaba rồi cái là mình đi làm đủ 8 tiếng ở cái công sở mình về, mỗi tháng như vậy mình lãnh lương 5-7 ngàn đô la vậy đó, là nó an phận, không phải như vậy quý vị. Cái người mà kinh doanh cỡ như bà Hằng nó khác, thức dậy một cái 24 tiếng hồ trong ngày nó qua rất là nhanh, nó qua rất nhanh, chờm dậy một cái là thấy là cái như là mình phải đóng thuế cho nhà nước là cái như là bao nhiêu tỷ rồi mỗi ngày. Thì nếu như mà những cái thế lực này nè nó vào nó đánh phá, nó dục ngạ, nó du khống như vậy, làm cho thất thoát đi cái doanh thu của công ty đó, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm để coi như là làm cái việc này, giải quyết cái việc này? Cho nên bây giờ có muốn hiểu, có muốn thương, có muốn tha thứ nó cũng rất là khó. Cũng mong rằng pháp luật họ vào cuộc để họ xử lý cái việc này để làm chi? Đúng người, đúng tội. Vi phạm bao nhiêu, xử lý bao nhiêu. Chứ không có vượt quá cái giới hạn cho phép, hoặc là xử nhẹ quá cho nó qua loa để rồi xong, không phải vậy. Bà Hằng đã ở trong trại tạm giam T30 đến thời điểm này là gần 1 năm 1 tháng rồi, phải không ạ? Như vậy thì những cái sự bất mát về tinh thần, về thể xác và về tài chính đó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Nếu như có một ngày nào đó mà Trung ương họ vào cuộc để họ điều tra từng ly từng tí, rất là chi tiết, rất cặn kẽ của những thành phần vào đánh phá doanh nghiệp bà Hằng, mà khi mà ra tòa đó, giả sử mà ra tòa đi, lên cái tòa mà tòa án tối cao của Trung ương họ xử lý đó, mà xử mà bà Hằng đó, là vô tội đó, thì những cái thất mất mát đó ai là người sẽ gánh chịu? Chúng ta không thể nói rằng là bà Hằng nằm trong cái tội là 331 mà là cái tội là cái gì ghê gớm lắm, tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Không phải vậy, cái này là chửi qua chửi lại thôi,
trên mạng xã hội, bởi vì những thành phần kia họ vào họ chống phá danh dự của bà Hằng mới tức quá lên mới chửi lại. Nhiều người quá, nhiều người buông lại chửi bà Hằng quá, bà Hằng chỉ có một mình bả thôi, bả ra mới chửi lại từng người một, mới chửi từng người một, livestream mỗi ngày để chửi lại, thì tự như là cái lượng mà người xem của bà Hằng ấy nó quá đông đi, rồi bắt đầu những YouTuber họ chia sẻ clip ra quá nhiều. Thật sự là có một bà Hằng livestream thôi mà có cả hàng trăm kênh YouTube khác nhau bắt đầu share cái đường link đó, nhảy lên mà livestream là lại chia sẻ link ra quá chừng luôn, để cho cả thế giới họ nhìn vào họ tưởng là ồ sao cái bà này ngày nào bà cũng lên bà nói nhăn nói cụi, nói khiếp đảm quá, một ngày nói 4 tiếng hồ nhiều quá, mở lên là thấy bà Hằng, hở lên thấy bà Hằng. Có nhiều người họ bị choáng, họ bị bực mình, bởi vì họ không theo cái câu chuyện từ đầu mà họ không biết, cho nên họ cảm thấy là bực mình, họ khó chịu. Nhưng mà thật sự cái chuyện đó nó không phải xảy ra nguyên nhân là chỉ do một mình bà Hằng không, mà có khá nhiều kênh YouTube khác họ chia sẻ đường link ra rồi cắt họ ghép. Những cái người nào mà thương bà Hằng á, thì chỉ chia sẻ link một thôi, chia sẻ toàn vẹn cái link. Những người nào ghét bà Hằng nhảy vô cắt ghép xong rap lại với nhau toàn là những lời tục tiểu không à, rồi lại post lên, lại upload lên trên kênh YouTube của họ để coi như là bêu xấu bà Hằng. Cho nên khi mà những người mà trung lập á, những người mà bình thường ở ngoài họ nhìn vô, họ xem clip á, họ thấy ủa sao cái bà này sẽ lên mạng mà chửi không à, không có nói một cái từ dễ, từ ngữ tốt đẹp hết mà toàn là chửi không à, thì họ có những ác cảm của bà Hằng. Nhưng mà đó là những người họ không có theo dõi câu chuyện từ ban đầu, và họ không có đào sâu vào, họ không có suy nghĩ thấu đáo, và họ không có biết được cái chi tiết bên trong nó như thế nào, cho nên mới xảy ra cái sự ngày hôm nay quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu như mà quý vị nào mà theo dõi câu chuyện từ đầu á, quý vị sẽ có cái cảm nhận riêng và một cái sự hiểu biết nhất định. Rõ ràng là ông Dũng và Hằng đã làm được những cái gì cho quê hương đất nước, quý vị đã thấy rồi, không có bàn cãi. Và những cái người mà đối chọi với bà Hằng này nè, những người đối lập này nè, họ đã nói cái gì ở trên mạng xã hội để cho bà Hằng phải bức xúc, để cho phải lên mạng bà chửi, thì quý vị cũng đã thấy rồi, cũng không bàn cãi nữa. Cho nên bây giờ chúng ta chờ cơ quan chức năng họ vào cuộc thôi để họ làm việc. Đó, cái đó là cái điều quan trọng nhất, tốt nhất. Không còn lâu nữa đâu quý vị, 19 ngày mà tạm giam cuối cùng là sắp sửa qua rồi. Cho nên là chúng ta cứ chờ xem thôi. Mời quý vị một tách trà nữa nha. Cái buổi sáng như vậy chúng ta dậy mà chúng ta đi làm sớm quý vị, mà chúng ta không có cái thời gian để mà ăn sáng đó, thì có quả khuyên các bạn nên dùng cái bột dinh dưỡng này. Cái bột dinh dưỡng này đó là trong một cái gói, trong một cái hộp của nó đó là tổng cộng là có là 60 gói ha. 60 gói bột dưỡng giống như này quý vị nè. Đó, 60 gói bột này nè. Thì mỗi lần như vậy mình uống là 2 gói thôi. Mình xé 2 gói bỏ vô cái ly nước giống vậy nè. Mình khuấy đều lên. Mình khuấy đều lên là mình uống thôi. Mình uống là nó đủ chất dinh dưỡng ha. Bây giờ trong đây có 36 chất dinh dưỡng. 36 chất dinh dưỡng ha. Quý vị nào mà ăn chay trường cũng uống được luôn, tại vì trong đây nó không có cá thịt gì hết á, nó chỉ là bột như là ngũ cốc như người dân giống vậy đó quý vị. 36 cái loại mà rau củ quả ha, họ làm ra thành bột, sản phẩm của Nhật Bản 100% nha quý vị nha. Nhật Bản Quốc Võ đang khuyến mãi một cái rất đặc biệt luôn, là quý vị nào mà mua một hộp này giá $95 thì quý vị sẽ được tặng một cái hộp trà nhỏ nha. Đây đi chung, đi cùng chung nhau nè. Đó, tức là một cái hộp này giá $95 thì quý vị sẽ được tặng một cái hộp trà nhỏ $25. À, dễ thương chưa? Đó là một cái đợt trên khách hàng bằng những cái sản phẩm dinh dưỡng của Ashitaba. Đó quý vị. Bây giờ mình nói tiếp chút xíu về cô gái tên là Đinh Lan. Cái cô Đinh Lan này thì phải nói rằng là nó không phải giống như là cô Vi Oanh. Mà cô Đinh Lan này nói cái miệng chót trên mạng xã hội, vừa YouTube, vừa Facebook, vừa TikTok là này nọ, nói chung là nhiều lắm. Và cái cô này đã bị phốt rất là nhiều, đưa ra coi như là đã bị kiện tụng này nọ, rồi coi như là đã bị công an mời lên phường rất là nhiều lần ha? Mời lên đồn công an rất nhiều lần, công an Gò Vấp này nọ nữa, và cũng nói xấu công an rất là nhiều quý vị. Ngày hôm nay thì cũng là lên trên mạng xã hội làm một cái clip nói về cái như là
bị cái như là một cái người cảnh sát viên ở trong phòng cảnh sát hình sự của BC02 đó, tên là Duy. Người ta đã nói á, rằng là tuyệt đối giữ kín bí mật trong cái cuộc điều tra này, không đưa ra ngoài. Người ta bên phía của công an hình sự, người ta đã dặn là mẹ ruột và em gái của bà Đinh Lan này là không có được nói ra bất cứ cái gì. Mà hôm nay chính bà Đinh Lan bả không có lên trên đồn công an theo cái lệnh trưởng, theo giấy mời, mà còn đưa cho mẹ mình và em gái của mình lên trên đồn công an. Đã vậy về còn làm cái clip nói ra, thậm chí nêu cả tên của cái người mà cảnh sát viên luôn quý vị. Như vậy thì sao? Quá coi thường pháp luật. Hả mà? Như vậy tại sao đến giờ này mà vẫn còn tại ngoại ở ngoài để mà coi như là bla 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 cái miệng như vậy quý vị? Không biết là bà này bà có một thế lực gì lớn bảo kê hay sao? Đúng không? Bà Đinh Lan này không có thua gì Hằng Đi cả. Không thua gì ông Trần Nghệ Sĩ cả. Mà hai nhân vật kia là đã bị bắt tạm giam rồi. Mà sao Đinh Lan vẫn còn? Những cái người này mình không thể nào mà mình cố gắng mình hiểu để mình thương, mà mình sao mình thương không nổi luôn quý vị, bởi vì cứ như là nó quá đáng đi. Tại vì mình coi những cái clip mà nói về bà Hằng đó thì không thể nào chúng ta có thể là cảm thông được. Tại vì bà Hằng từ ban đầu không biết những nhân vật này. Những nhân vật này giống như là Đinh Lan hoặc là Vy Oanh hoặc là Hàn Ni, Trần Nhân Sĩ là những nhân vật rất là vô danh, tiểu tốt. Nói chung là nó không có dính líu gì tới bà Hằng hết á. Từ ban đầu đó người ta là nằm trong giới kinh doanh thì người ta làm việc kinh doanh, người ta chỉ quen biết về giới kinh doanh thôi. Rồi cùng lắm thì quen biết bên phía của ông Võ Hoàng Yên, rồi biết về phía của Hoài Linh, bởi vì Hoài Linh là nằm trong những cái clip mà được quảng cáo cho ông Võ Hoàng Yên về cách mà chữa bệnh. Đúng sai gì mình không biết, nhưng mà coi như là rất là gián tiếp, tức là thấy rõ ràng rất là nhiều clip mà nghệ sĩ Hoài Linh đó có nằm trong những cái clip mà chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Vì vậy khi bà Hằng bà mới đưa cái tên của Hoài Linh ra để nói về ông Võ Hoàng Yên. Tại trong khi bà đấu tố Võ Hoàng Yên thì dĩ nhiên ta dính tới Hoài Linh, mà chỉ cần bên phía nghệ sĩ thôi mà bia cái sản phẩm nào đó, là sản phẩm nó rất là hot quý vị, bia sản phẩm hoặc là bia một cá nhân nào đó, ông Võ Hoàng Yên ổng khô một cái là ổng đề nghị, tức là ổng nhờ bên phía của nghệ sĩ giúp đỡ bia cái tài chữa bệnh của ổng. Tài không mình biết nhưng mà thấy nó tài quá nhiều đó. Thì khi mà bên phía Hoài Linh hoặc là anh Chí Tài hoặc là một số những cái nghệ sĩ khác mà PR cái tên tuổi cho ông Võ Hoàng Yên á, thì rất là nhiều người biết đến vấn đề này. Và thôi thì như là bệnh nhân chữa bệnh như hằng hà sa số luôn, chữa như là mệt kỹ luôn, tiền nó vào biết bao nhiêu được cái việc khi đụng tới bà Hằng cái xui à, bị bà trần ra đó. Thì những cái nhân vật giống như là Hàn Ni, Trần Văn Sĩ, rồi Vy Oanh, rồi Hoài Linh, rồi Đăng Đinh Lan, vân vân, một số những nhân vật đó, Việt Hà nữa, vân vân, cấu kết lại với nhau thành một cái tập thể, một cái tổ chức để chống phá trực tiếp vào cá nhân bà Hằng và vào cái công ty của bà Hằng. Và Đinh Lan đã từng nói trên cái mạng xã hội đến bây giờ chúng ta vẫn còn nghe là cái gì? Bà Hằng đã thiếu nợ nhà băng cho đến 30.000 tỷ đồng. Rồi ông Dũng đuổi bà Hằng ra khỏi nhà, bà Hằng đang ở trong những chiếc xe, rồi lấy một cái chỗ nào mà cho thuê đám cưới đó giả làm thành coi như là cái đại nam, chứ thật sự không phải cho trong trong đại nam. Rồi rồi bà Hằng ông Dũng là bây giờ bán cái đại nam cho người khác rồi, bàn giao lại cho người chủ mới rồi, và khẳng định đó là 100% là như vậy. Như vậy thì những cái vu khống, những cái xúc phạm này, không, những cái nhục mạ đó nó như thế nào quý vị? Cho nên những cái lời nói đó chúng ta không thể nào chấp nhận được. Khi mà lên trên mạng xã hội nói, nó có rất là nhiều người nghe. Đặc biệt là khi mà chúng ta nói về cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng thì nhiều người họ theo dõi, họ nghe. Nếu chúng ta nói không chính xác, nếu chúng ta thêu dệt, thêm mắm, thêm giảm muối để nói cho hả cái nư của mình, bỏ cơn tức giận của mình,
họ đi bêu xấu người khác thì cái hậu quả nó khó lường. Ví dụ như mình nói, ví dụ mình tức quá thì mình nói cho bạn bè mình nghe ngoài thôi, đừng bao giờ mà quay phim hay là gì hết. Mà khi chúng ta quay phim rồi chúng ta đưa lên mạng xã hội thì tác hại vô cùng quý vị. Bởi vì những cái tác hại đó đó, gia đình đừng có nói mà bà Hằng gây chuyện trước nha. Những cái cá nhân này gây chuyện trước, bà Hằng mới biết được, bà mới lên cho bạn, bà mới lôi đầu ra. Càng ngày cái câu chuyện nó càng nặng nề nhiều hơn, hai bên đấu tố nhau nhiều hơn thì sẽ có những cái lời qua tiếng lại, rồi lại chửi bới nhau. Đó. Cho nên khi mình nói chuyện đó, mình cảm thấy như là mình phải đủ tự tin, đủ tỉnh táo để mà mình nắm bắt câu chuyện, dùng cái cảm xúc, dùng lời nói chân thật của mình, dùng trái tim của mình để mình đưa câu chuyện ra dẫn dắt tới mọi người. Chứ không thể đơn giản là cái như là muốn nói là nói đâu quý vị, hoặc là mình như là chỉ còn nghe chỗ này nghe chỗ kia, những cái tin đồn này tin đồn nọ rồi lên nói giống như là đúng rồi thì thật sự là nó không có đúng, mà nó gây ra những tác hại vô cùng. Cho nên là cứ mỗi đêm như vậy ra, nếu mà muốn ngủ ngon đấy quý vị thì mình sẽ uống cái collagen. Cái collagen này đó quý vị, trước khi đi ngủ ha, là mình uống khoảng nửa tiếng thôi, là mình uống một lọ. Cái lọ nó giống như này. À, một cái hộp này đó quý vị này, một cái hộp này đó là nó gồm có 10 lọ ha, 10 lọ này. Thì hiện tại bây giờ là hàng nó bắt đầu đi về rồi. Hôm bữa trước là có quả đã bán rất là nhiều nhưng mà nó ngưng thời gian bởi vì hàng nó chưa về từ bên Nhật này, từ bên Nhật nó tàu biển nó ship qua. Thì hiện tại bây giờ hàng về rất là nhiều. Cho nên quốc hội cũng có một đợt khuyến mãi đặc biệt cho mọi người, là nếu như quý vị mua hai hộp này thì được tặng một hộp. À, dễ thương chưa? Một hộp này với giá $90 nha, $90 cho một hộp này. Nếu quý vị mua hai hộp là 180 thì sẽ được tặng một hộp free, tức là mua hai được ba đó quý vị. Còn nếu như quý vị nào mà mua sáu hộp này thì quý vị sẽ được tặng 4 hộp, tức là mua 6 được 10. À, được chưa? Mua 6 được 10, mua 2 được 1. $90 cho một hộp này. À, nếu như quý vị nào mà mua 6 hộp sẽ được thêm 4 hộp nữa là 10 hộp. Mai còn được tặng thêm một chai dầu nữa quý vị. Đây. À, được dễ thương không? Chỉ có Quốc Võ mới làm được điều này thôi quý vị. Bởi vì cái chai dầu này là một chai dầu sản xuất 100% từ Mỹ nha. Bán $15 cho một chai. Mà cái chai dầu này nó có cái mùi quế. Nó không phải giống như dầu xanh nha quý vị nha. Thường thường là những người mà ở bên Mỹ đó, họ lại không thích cái mùi dầu xanh. Mọi người nói là nó hôi. À, người Việt Nam mình là khoái dầu xanh, nhưng mà người Mỹ họ đang sống ở đây nè, họ không thích cái dầu xanh. Cho nên nó có vất vả đó, là mấy coi như là đây sáng chế ra một cái loại dầu mà coi như là mùi quế rất tuyệt vời, thơm. Ví dụ như chúng ta bị đau nhức khớp, đau nhức chỗ nào, chỗ này bị sưng hoặc là bị đau hoặc là bị sổ mũi nhức đầu đó, đó là mình dùng cái dầu này mình thoa là hết sảy luôn, quá đã luôn. Mà đặc biệt đó, ở trên cái chai dầu, ở trên cái nắp của nó đó, nó có một cái viên bi nó lăn xoay được. Thứ nhất là nó để làm cho không có đổ dầu ra ngoài. Thứ hai là mình dùng cái viên bi đó mình chà ở trên cái vai của mình đó, hoặc là nhìn trên bắp thịt của mình đó, để cho giống như là kiểu giống như là cạo gió vậy đó quý vị. Đã vô cùng luôn quý vị, rất đã luôn. Thì chai dầu này giá $15. Nếu quý vị nào mà mua 6 hộp collagen này, quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp nữa là 10, mà còn được tặng thêm một chai dầu này nữa. Ha, tuyệt vời không? Đó là những cái gì mà có quả trí ở khách hàng bằng cách là mình chơi đẹp luôn, khuyến mãi đặc biệt luôn đó. Rồi, xin mời quý vị nói chuyện bà Hằng nhiều chuyện nói tới mai cũng không hết nữa, nhiều chuyện, rất nhiều chuyện nói. Thì thưa quý vị, câu chuyện của Đinh Lan, của Vi Oanh là những người phụ nữ của Hằng đi. Thật sự bà nói là mình mà thấy mà phụ nữ mà bị còng tay dẫn đi đau lòng lắm, nó không có không cái cảnh nó không đẹp chút xíu nào cả. Bởi vì thường thường hồi xưa giờ những tội phạm mà bị công an bắt là nam, những người mà phạm tội này đó là những người mà phải coi như là thường là nam giới, chứ ít khi là nữ giới lắm, hiếm có nhưng mà hiếm lắm. Đặc biệt là mà phụ nữ mà đẹp thì rất là càng hiếm nữa. Nhưng mà cái thời buổi hiện tại bây giờ sao tự nhiên nó không còn như xưa nữa quý vị. Bây giờ những cái người phụ nữ họ lại tính khí của họ nó mạnh mẽ mà nó kiểu thất thường đó.
nó không biết như sao như thế nào để diễn tả nữa quý vị. Nhưng mà mình cảm giác mình thấy công an mà vô còng tay để dẫn đi một cái người mà phụ nữ mà còn trẻ, cô gái trẻ đó, thấy nó đau lòng lắm. Nhưng mà dĩ nhiên khi họ phạm tội thì họ mới bị bắt, chứ nếu như mà họ là người bình thường cống hiến cuộc đời mình cho xã hội thì làm sao mà bị bắt được quý vị. Nếu như họ không phạm tội thì sao bị bắt được, đúng không ạ? Cho nên họ phải phạm tội mới bị bắt. Và người ta nói rằng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Ha, cái trường hợp của Đinh Lan mà y chang như vậy quý vị, bị bắt là do cái miệng của mình thôi đó. Coi như là chưa, coi như là tức là phạm tội là cứ do cái miệng mình đó. Binh giật nhau rồi bày đàn với nhau, ví dụ như là mình thấy bạn mình đi bị sai ha, bị làm sai một gì đó, thì mình là một người bạn mà chân thành đó, mình góp ý chứ mình không có hùa theo để mình nâng binh để mình làm cho coi như là binh vực bất chấp, bởi vì đó là bạn mình mà, cho nên binh vực bất chấp thì cái người bạn mình sẽ không thấy được cái sai sót đó mà họ sửa, tương lai sẽ làm sai nữa rồi sao, phải không ạ? Đến một lúc nào đó cũng bị coi như là công an bắt thôi, không thể nào mình có thể là mình làm sai mà mình thoát khỏi cái lý pháp luật được. Cho nên nếu như mình thật sự mình coi những người đó bạn thân của mình đó, thì mình phải nói ra. Mình nói ra, người ta nói là bắt đầu trước được lòng sau mà, lời thật bắt lòng mà. Nhưng mà cái người đó thật sự nếu họ coi mình là bạn, coi cái lời khuyên mình giá trị thì họ sẽ sửa, họ sẽ biết ơn mình. Còn nếu như mà họ thấy cái lời nói của mình coi như là không có giá trị gì cả và họ vẫn làm theo ý họ đó, thì thôi rồi, mình chịu thua rồi đó. Nên không phải là chỉ có là bên vực nhau đó, thì mới là bạn tốt đâu. Cho nên quý vị thấy là ca sĩ Nguyên Vũ không? Ca sĩ Nguyên Vũ mà khi mà thấy mấy Đàm Vĩnh Hưng hoặc là Trấn Thành đó mà lên trên mạng mà khóc lóc kể lể, nói là đời nghệ sĩ khó nuốt gì đó, là Nguyên Vũ lên một bài viết liền nói về vấn đề này liền, nói rất là nhỏ nhẹ nhưng mà nó cay, bởi vì Nguyên Vũ cũng có gửi tin trực tiếp cho Trấn Thành rồi mà Trấn Thành lại không có trả lời, cho nên là Nguyên Vũ mới lên viết một bài viết ở trên trang Facebook cá nhân của mình nói về vấn đề này theo một cách rất là chân tình, chứ không có mà xúc xỉm hoặc là không có gì cả. Nói chung là nói rất chân tình của một người đàn anh nói với đàn em. Đó quý vị, những người ta thẳng thắn người ta thường hay như vậy quý vị. Giống như Quốc Võ là cũng làm trong giới giải trí nhưng mà mình không có binh vực những cái người nghệ sĩ mà kiểu giống như là thấy sai mà mình cứ để cho họ sai rồi mình binh vực họ để mình chỉ trích lại những người mà họ nói về họ đó, thì cái chuyện đó nó không đúng, không chính xác. Cho nên đó là lý do tại sao mà cũng là trong giới giải trí mà không có mà lại đứng về phía coi như là bà Hằng là như vậy đó. Tại vì mình đây là mình thấy rõ ràng cái câu chuyện là câu chuyện lẽ phải mà, cái nào phải mình làm mà, mình đâu thể mình coi như là mình thấy cái sai mà mình hùa theo được quý vị, phải không ạ? Mình coi như là thấy ok như vậy, cái điều đó bà Hằng bà nói như vậy là đúng chính xác, thì mình coi như là bảo vệ cái lẽ phải. Mà khi đi vào câu chuyện này một cái là rất là nhiều những cái sóng gió đó, những người nào mà coi như là đã dính vào câu chuyện drama này rồi đó, cho dù quý vị là binh vực bà Hằng hoặc là quý vị là chống đối bà Hằng đi, đều bị cả hai phía coi như là đưa mình lên bàn cân, không coi như là đủ mọi thứ hết á, chống phá chỉ trích rồi chửi bới tùm lum hết á. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái đầu lạnh và cái trái tim nóng á, thì chúng ta không sẽ qua, không có bám theo được. Những kênh YouTube nào mà đến thời điểm này mà vẫn còn chống cự được, vẫn còn lên tiếng nói được, mạnh mẽ được á, thì cái đầu họ phải vững lắm mới được, chứ không coi như là mất ngủ triền miên đủ mọi thứ hết. Gia đình rồi xào xáo rồi, đôi khi trong gia đình mà cũng có người này người nọ quý vị, chứ đâu phải là ai cũng có đồng quan điểm như mình đâu. Thậm chí là cha mẹ, vợ con hoặc là chồng con hoặc là anh em trong nhà cũng vậy quý vị. Mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta biết là cách giao tiếp, cái cách mà đối xử với nhau đó, thì nó sẽ không có chuyện lớn. Chứ mà coi như là đứng ra mà ví dụ như ông anh thì lại bên bà Hằng, người em thì lại chửi bà Hằng, hai bên chửi qua chửi lại, cuối cùng là tan rã gia đình luôn. Cho nên mình phải biết cách làm sao, tiếng Mỹ gọi là flexible đó, flexible tức là
nó có thể là hòa hợp lại được với nhau đó. Thì đó là coi như là một cái chuyện cũng làm cho chúng ta phải băn khoăn nhiều lắm á. Nếu mà chúng ta đi vào cái drama này, khán giả cũng y chang như vậy, Quốc Võ cũng nghĩ rằng là khán giả cũng y chang như vậy thôi, chứ không phải chỉ có riêng những người làm YouTube đâu, phải không ạ? Nếu mà muốn tăng cường sức khỏe của mình cho tốt hơn nữa đó, có một sản phẩm tuyệt vời mà Quốc Võ muốn chia sẻ, đó là đông trùng hạ thảo. Nếu như chúng ta mà vào trong Google mà chúng ta search cái từ mà đông trùng hạ thảo đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng là đây là một cái dược phẩm rất là quý hiếm. Càng ngày như vậy đó, thì cái lượng mà thu hoạch của cái người dân đối với đông trùng hạ thảo nó quá nhiều, bởi vì nó bán quá mắc tiền mà. Vì vậy cho nên người ta làm giàu từ cái này. Vì vậy cho nên là nó rất là hiếm khi mà săn tìm đông trùng hạ thảo. Cho nên vì lý do đó đó mà bên phía Mỹ này nè, họ mới là làm ra một cái loại đông trùng hạ thảo lấy từ Bhutan. Cái Bhutan là một cái đất nước mà rất là yên bình quý vị. Quý vị mà vào trong Bhutan á, thì quý vị phải đóng cho chính phủ $200 cho một ngày cho một người. Ví dụ mình ở mấy ngày thì mình phải đóng mỗi ngày như vậy $200 mình mới được vào trong Bhutan quý vị, không đơn giản đâu ha. Đó, cho nên là Bhutan là một đất nước mà nó có xuất hiện đông trùng hạ thảo trên núi tuyết rất là nhiều luôn, rất là nhiều, và đang bị chính phủ của Bhutan họ thu hoạch và họ bán ra cho lái buôn với cái giá rất cực kỳ mắc. Cho nên khi mà về đến tay của người tiêu dùng á là giá mắc vô cùng. Đây là quý vị, giống như là một cái hũ đông trùng hạ thảo như vậy nè, chỉ có 14 con thôi mà có quả bán với giá là $120, 14 con nhỏ xíu mà ha, 2 gram thôi. Nhưng mà bây giờ đó, người ta nhìn vào cái con đông trùng hạ thảo này nè, chúng ta thấy nó giống như con sâu, chúng ta sợ, chúng ta không dám uống. Cho nên là bây giờ mới có một cái loại đông trùng hạ thảo là bằng cái hộp như thế này. Đây quý vị, có chứng chỉ của nước Mỹ luôn, sản xuất 100% tại Hoa Kỳ. Cái hộp như thế này nè quý vị này. Họ làm rất đẹp luôn. 90 viên con nhộng trong một cái hộp như thế này. Mỗi ngày uống 2 viên. 1 tháng rưỡi là hết cái hộp này. Quốc Võ đang bán ra một cái giá rất là đặc biệt, tượng trưng là $200 thôi quý vị. Trong đây là 100% là từ đông trùng hạ thảo của Bhutan nha quý vị nha, sản xuất 100% tại Mỹ nha. Sản xuất và đóng gói tại Mỹ luôn. Thì đây 90 viên, giá bán là $200 cho một hộp này quý vị. Giá rất rẻ luôn và uống tới 1 tháng rưỡi mới hết ha. 1 tháng rưỡi họ làm cái hộp đẹp không? Đây. Và Quốc Võ là được, tức là vinh dự là đại lý ha của cái hãng gọi là Cordyceps Special này. Và nếu như trong cái buổi tháng 4 này mình có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt là nếu quý vị nào mua hai hộp ha, hai hộp thì quý vị sẽ được tặng cho quý, được tặng là một cái hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet. Không có cái nơi nào mà có cái đợt khuyến mãi đặc biệt cho quốc võ đó quý vị. Chỉ $200 thôi cho một hộp thôi, hai hộp là $400. Quý vị sẽ được tặng cho một cái hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet này. Thấy chưa? Mà thậm chí Quốc Võ còn free ship cho quý vị luôn. Wow! Free shipping luôn. Nha! Chơi sang không? Tuyệt vời! Đó quý vị! Đông trùng hạ thảo, một sản phẩm tuyệt vời. Để Quốc Võ đọc cho quý vị nghe cái công dụng của nó. Công dụng nhiều, nhiều công dụng hay lắm, nhưng mà Quốc Võ đọc cho quý vị nghe chi tiết luôn để cho quý vị coi như là biết được đông trùng hạ thảo. Đây nè. Thứ nhất là hỗ trợ cái việc điều trị ung thư và điều trị xạ trị. Thứ hai, tăng cường chức năng sinh lý, hỗ trợ cho việc điều trị vô sinh và sảy thai. Nghe chưa? Thứ ba, điều hòa hô hấp. Thứ tư, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng. Thứ năm, trẻ hóa làn da, ngăn ngừa các vết đường mồi. Nghe chưa? Thứ sáu, hỗ trợ điều trị hen suyễn và viêm phế quản. Thứ bảy, phòng chống các bệnh rối loạn về tim mạch. Thứ tám, điều tiết lượng cholesterol trong máu. Thứ chín, giải độc cơ thể, bổ thận, bổ gan, giảm thiểu các chứng bệnh tiểu nhất, tiểu đêm. Đó. Thứ mười, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Thứ 11, tăng cường sự dẻo dai của cơ bắp. Thứ 12, hạn chế các bệnh ở tuổi già.
Thứ 13, trị nhức mỏi, đau lưng, viêm khớp, vân vân. Đó là 13 những cái công dụng mà rất đặc biệt mà người ta thường mắc phải, đặc biệt là người già. Thì thưa quý vị, nói chung già trẻ gì cũng bị hết trơn á. Thứ nhất là bất ngủ nè, theo dõi drama bà hàng riết mất ngủ luôn, phải không ạ? Không biết chừng nào là Đinh Lan mới lên đường cũng mất ngủ luôn. Đó, nói chung là nhiều cái vấn đề, trẻ dài cũng bị chai nhau. Rồi mất ngủ thì gì? Tiểu đêm, uống trà, uống bô bà, uống sinh tố, uống nước lọc chẳng hạn, nhiều quá tiểu đêm. Đây nó hỗ trợ cho việc tiểu đêm. Quốc Võ à, uống hai viên này, quý vị biết không, ngủ từ 12 giờ khuya, 7 giờ sáng dậy một leo một thôi, không có thức dậy giữa chừng để mình tiểu đêm nữa. Đó, bảo đảm luôn. Rồi, da dẻ không có bao giờ bị đồi mồi gì hết, quý vị thấy không? 50 tuổi đầu rồi nè, phải không à? Không có thấy đồi mồi đồi gì hết, da dẻ nè, da mặt nè quý vị, nhờ collagen và cái này đông trùng hạ thảo. Trà thì uống mỗi ngày rồi, mình còn khỏi nói. Rồi gì nữa, mình nói chuyện nhiều, mình làm việc nhiều, mình không có biết mệt. Cái hô hấp của mình đó quý vị, nó không có biết mệt đó. Rồi cái vấn đề về tim mạch, tim mạch thì nói chung là thoải mái, khỏe mạnh, phải không ạ? Cholesterol giảm xuống, cholesterol 365, uống trà, uống đông trùng hạ thảo, riết bây giờ còn 165 thôi, giảm xuống 200. Rồi, tiểu đường chắc chắn không có rồi. Đó, dẻo dai cơ bắp, đó, không? Điều trị ba cái nhức mỏi viêm khớp, tức là ngày xưa nó thường thường á, mà mình càng lớn tuổi, quý vị, ngồi xuống cái đứng lên hơi đau khớp chân này. Bây giờ hết rồi, ngồi xuống đứng lên khỏe tưng, không bị gì hết. Rồi, tăng cường chức năng sinh lý, hỗ trợ vô sinh, bây giờ mình lớn rồi mình không còn cái này nữa, thấy không? Đó, rồi điều trị, hỗ trợ việc điều trị ung thư và điều trị xạ trị nha. Cái này là hỗ trợ ha, hỗ trợ cho việc điều trị ung thư. Đó. Nói chung là quý vị, rất là nhiều những tác dụng công dụng tuyệt vời từ đông trùng hạ thảo và collagen. Thì nếu như quý vị nào mà muốn order sản phẩm đó thì liên lạc với Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Mỗi ngày như vậy Quốc Võ muốn chia sẻ cho mọi người những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống như thế này, cũng như là nói chuyện về những câu chuyện drama xã hội, đặc biệt là câu chuyện của bà Hằng nè, rồi và những nhân vật liên quan đến câu chuyện đó. Cũng mong sao pháp luật họ sớm vào cuộc để mà xử lý từng người một cho nó đúng người đúng tội ha. Và cũng mong rằng là cái phiên tòa xét xử của bà Hằng sắp tới đây á, trong tháng 5 hoặc là tháng 6 gì đó, thì được rất là nhiều người quan tâm theo dõi. Và đây là một phiên tòa thế kỷ. Mong muốn rằng là bà Hằng sẽ bước ra phiên tòa với một cái vẻ đỉnh đạt của một người phụ nữ thành đạt và một người phụ nữ dũng cảm, gan dạ, dũng mãnh, bước ra phiên tòa để đối chất với những thằng đàn khác. Hiện tại bây giờ thì bên phía của anh Tony Phạm cũng có khá nhiều những cái thông tin, những tin tức mà liên quan câu chuyện này, bởi vì anh ta đã từng nằm ở trong những cái nhóm kín đó và anh ta nắm bắt được rất nhiều thông tin, quý vị. Mà nếu như mà luật sư của phía bà Hằng mà liên lạc với lại anh Tony Phạm á, để kết nối với nhau, trao đổi thông tin với nhau, và nếu như mà anh Tony Phạm về Việt Nam luôn để cùng đối chất trước phiên tòa đó, thì cái điều đó là quá tuyệt vời ha. Thì Quốc Võ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho quý vị biết vấn đề này. Nếu như quý vị nào mà muốn đặt mua sản phẩm đó để ủng hộ Quốc Võ đó, thì quý vị hãy liên lạc Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Và cũng cảm ơn quý vị đã nhấn vào nút subscribe, đăng ký kênh, cũng giống như nhấn vào nút like để chia sẻ đường link này để cho cái kênh Quốc Võ phát triển mạnh. Rồi, xin chào tạm biệt và chúc cho mọi người một ngày tốt lành nha. Ok, I love you.